Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu để ốp ly hình hoa hướng dương xinh xắn như thế này Đây là mặt sau nè Và mặt trước Mẫu này thì bên trong đường kính sẽ tầm khoảng 4 cho đến 5 cm Áp dụng cho những cái mẫu ly có cái đường kính nhỏ hoặc là ly bầu ha Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông của 125 g Sợi len của mình là mát S và chữ đỏ nè Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm Kim móc thì mình dùng kim 3.5mm ha Và kéo cắt len nè à. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này, móc lên hai mũi móc xích Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 16 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha Kép đơn đầu tiên Mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư tiếp tục mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ tám mũi kép đơn thứ chín kép đơn thứ mười Mũi kép đơn 11. Kép đơn thứ 12. Mũi kép đơn 13. Mũi kép đơn 14. Mũi kép đơn 15. Và cuối cùng mũi kép đơn thứ 16. Có cho mình được 16 mũi kép đơn liên tiếp rồi nè, thì các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Mũi kép đơn đầu tiên thì chân móc của nó là đây ha móc vào đây một mũi giờ để ta kết thúc vòng sau đó móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 3 nắm sợi len ngắn phía sau gút thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 16 mũi kép đơn tạo ra 16 chân móc cho vòng móc thứ hai để móc cái vòng móc thứ hai để ý cho mình ở phía sau của ba mũi xích mà mình vừa móc đây nè Phía sau của nó là chân của mũi dời ha Giờ tiếp cho mình đến cái chân mũi kép đơn thứ 16 á Các bạn sẽ lấy len lên kim sau đó đâm kim về phía sau vào chân móc thứ 16 đó ha Đâm kim nè Kéo len qua chân móc Trên kim có 3 đường móc Kéo qua hai chân trên kim Tiếp tục lấy len lần thứ hai Đâm kim cũng vào chân móc đó Kéo len Trên kim có 4 đường móc kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo qua ba chân trên kim thì ba mũi xích đầu tiên mình cũng được tính là một mũi móc ha lúc này mình sẽ có được độ dài của phần cánh như thế này móc lên một xích tiếp tục cái cánh thứ hai các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim sau đó đâm kim vào cái chân mà ta móc mũi giờ kết thúc tức là cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng tròn phía dưới đâm kim vào chân móc đó nè kéo lên kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào cùng chân móc kéo lên kéo qua hai chân lần thứ hai và lấy lên lần thứ ba cũng đâm kim vào chân móc đó kéo lên và kéo qua hai chân sau đó kéo lên qua hết bốn chân trên kim ta sẽ có được cánh thứ hai ha móc lên một xích nè thì độ dày của cánh thứ hai nó cũng bằng với cánh đầu tiên nè cánh đầu tiên có 3 xích cũng tạo ra ba mũi thì cánh thứ hai mình cũng lấy lên ba lần để tạo ra ba cánh như thế này tiếp tục đến cái cánh thứ ba các bạn cũng lấy lên ba lần liên tiếp trên kim và đâm kim vào chân móc kế tiếp lấy lên lần thứ nhất nè hai chân tiếp tục lần thứ hai lần thứ ba sau đó kéo qua hết bốn đường móc trên kim móc lên một mũi móc xích sau đó làm tương tự cho đến hết phòng Khi đã móc được đến cuối ta được tổng cộng là 16 cái hoa văn thế này Hoa văn cuối cùng cũng móc lên một xích Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên Ở cái vòng này nè Nhìn giống thẳng lên cho mình sẽ thấy cái chân móc ha Móc vào đây một mũi dời Móc lên một xích Ta thay màu nên các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len Ta có được hai vòng tròn Với cái đường kính tầm khoảng 4 cho đến 5cm ha Giữa các cái cánh ở trên mình sẽ có những cái khoảng trống nè thì vòng móc kế tiếp sẽ đâm kim vào những khoảng trống đó ha đưa cho mình sợi len ra phía sau chừa một đoạn len vừa đủ dài các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ giữa hai cái cánh ha đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ kéo cái sợi len qua cái khoảng trống đó mình sẽ tạo cái búp đầu tiên ở đây móc lên cho mình ba mũi móc xích một 2 và 3. Khi có được 3 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc vào cái khoảng trống mà mình vừa đâm kim đó, móc vào đó 4 mũi kép đơn. Đây, 3 mũi xích này được tính là một mũi móc rồi ha. Ta sẽ móc thêm 4 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Và mũi kép đơn thứ tư. Tính luôn 3 mũi xích thì lúc này mình đã có được 5 mũi như thế này rồi các bạn kéo dài cho mình cái đường móc lên sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mà mình gây nên đầu tiên chân xích thứ ba từ dưới lên hả đâm kim vào chân xích thứ ba đồng thời các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào cái chân móc mà mình vừa kéo dài nè guốc cho mình cái sợi dây dài cho cái chân móc nó nhỏ lại và kéo cho mình qua cái đường xích thứ ba đó móc lên hai mũi móc xích ta sẽ được một cái búp đầu tiên nè tiếp tục đến cái bước thứ hai ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống thứ hai khoảng trống kế bên móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn ha một kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm nó sẽ khác với cái bước đầu tiên bước đầu tiên mình có 3 xích được tính là một mũi rồi thì ở cái bước thứ hai mình sẽ móc lên 5 mũi kép đơn lận ha sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân cùng mũi kép đơn đầu tiên đưa cái nút này vào chân kim sau đó kéo cho cái nút này nhỏ lại sát với kim kéo nút này qua cái chân móc đầu tiên đó móc lên hai mũi móc xích ta sẽ được búp thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng ha mỗi khoảng trống ta cứ móc vào đó năm mũi kép đơn 1 mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm sau đó kéo dài cái đường móc di chuyển kim dời về cái chân của mũi kép đơn đầu tiên kéo cái nút cuốc nhỏ lại đưa nút này qua cái chân móc đầu tiên đó móc lên hai mũi móc xích Đến cái búp cuối cùng rồi thì cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình chốt của cái búp đầu tiên á, là cái chân nằm chính giữa đây nè. Đâm kim vào đây, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta thay màu nên các bạn sẽ tiến hành cắt len ha. Thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 16 cái búp như thế này tiếp tục đến cái vòng móc kế tiếp để ý ở giữa các cái búp nó sẽ có những cái khoảng trống hai mũi xích thì mình sẽ đâm kim vào một cái khoảng trống bất kỳ đưa sợi len ra phía sau kéo sợi len qua cái khoảng trống móc lên một xích mỗi khoảng trống như thế này sẽ tạo một cánh hoa thì một cánh hoa gồm có móc một mũi móc đơn vào đây một mũi nửa kép một mũi kép đơn và một mũi kép đôi Mũi kép đôi thì các bạn lấy lên hai vòng lên trên kim. Đâm kim vào khoảng trống. Kéo len sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim nè. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Và lần thứ ba. Cái cánh của mình lúc này nó sẽ có cái độ cao lên ha. Để tạo được điểm nhọn thì móc thêm hai mũi móc xích. Các bạn sẽ để ý cho mình ở cái chân của mũi kép đôi, nó có một cái đường móc nằm bên trong. Thì ta sẽ đâm kim vào hai cái đường móc này nè đây ha hai đường móc này nha thì khi lên hai mũi xích rồi nè các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào hai cái đường móc mà mình vừa đánh dấu á móc vào đây một mũi giờ để mình tạo cái điểm nhọn cho phần cánh hoa sau đó mình sẽ móc bốn cái mũi ngược lại với bốn mũi mà mình vừa tăng nè ta sẽ có mũi kép đôi trước kép đôi thì lấy lên hai vòng lên kim ha sau đó lần lượt kéo len qua hai chân nè tiếp tục là mũi kép đơn một mũi nửa kép và một mũi móc đơn ta sẽ hoàn tất được cánh đầu tiên như thế này nó sẽ có được một cái điểm nhọn chính giữa ha tiếp tục đến cái cánh thứ hai thì mình cũng làm tương tự móc vào khoảng trống kế bên các cái mũi tăng dần như thế này một mũi móc đơn một mũi nửa kép một mũi kép đơn một mũi kép đôi kép đôi thì lưu ý nhớ lấy lên hai vòng lên kim ha từ đây móc lên hai mũi móc xích đâm kim vào hai cái đường móc ở phía dưới này móc một mũi dời móc ngược lại các mũi kép đôi mũi kép đơn mũi nửa kép và mũi móc đơn Đã có được cánh thứ hai. Làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối. Khi hoàn tất tổng cộng là 16 cái cánh hoa thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cánh đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len lúc này đang nằm ở mặt phải. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Kéo cái sợi len ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu đế ốp ly hình hoa hướng dương xinh xắn như thế này ha. Đường kính bên trong sẽ tầm khoảng 4 cho đến 5 cm, áp dụng cho những cái mẫu ly có đế nhỏ hoặc là những cái mẫu ly bầu như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi màu, khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thành công.